Xin chào, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái chi tiết của cái cầu thang xoắn này. Cầu thang xoắn này là mình làm hoàn toàn là từ thép, với cái độ dày của nó là khoảng 8 ly cho đến 1 phân. Nó cũng có những cái bản 6 ly, ví dụ cái bậc này, phần bậc này sẽ làm từ thép 6 ly này. Phần này sẽ làm từ hai bản thép, 8 ly. Còn phần này sẽ được làm từ thép mà có độ dày là 1 phân, tức là 10 ly, để tạo cái sự cứng cáp cho cầu thang này. Cầu thang này rất là chắc nhá, các bạn đi lên nó sẽ không có cảm giác bị rung đâu. Bây giờ mình sẽ quay gần hơn cận cảnh chi tiết cho mọi người xem. Đây chính là cái bản thép nó với có độ dày là 1 phân, để tạo cái độ dày rất là dày và rất là chắc chắn cho cái cầu thang này. Đây các bạn có thể thấy chi tiết của nó này. Trông nên thôi nhưng mà độ dày của nó là 1 phân thép đấy. Tạo cái sự chắc chắn cho cầu thang. Các bạn thấy ở cái bản thang chính ở phía bên ngoài này là ghép từ hai cái lớp thép nhá, và tạo thành cái hộp. Với độ dày của nó là 4,5 phân nhá. Đấy, trông rất chắc chắn đúng không? Các bạn mà muốn tư vấn làm cái thang này ấy, thì có thể liên hệ với mình sẽ tư vấn giúp các bạn nhé. Mình sẽ khảo sát và thiết kế cho các bạn luôn. Cảm ơn các bạn nha.